sẽ quay buổi sáng rồi buổi tối chị sẽ quay một lần nữa để mình soi sáng nhé. Xin mời Merry Christmas for you. Thêm buổi sáng chưa? Tối chị sẽ quay. Ta-da! Dạ. Mọi người ơi, bây giờ cũng tối rồi. Mọi người hãy so sánh buổi sáng với buổi tối. Tối với TV là buổi tối là đẹp nhất đối với TV. Kết mọi người gọi là so sánh cách là bình luận nha mọi người. Đối với TV buổi tối là đẹp nhất. Chưa, đẹp chưa? Đẹp cực kỳ đẹp luôn phải không? Merry Christmas! Mọi người thấy sao mọi người? Mọi người thấy sao?